Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng hương báo chí văn nghệ sĩ Hưng Yên tại thủ đô Hà Nội gặp mặt Xuân Quý Mão 2023. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 25 năm thành lập, Hội đồng hương báo chí văn nghệ sĩ Hưng Yên tại Hà Nội có trên 300 hội viên đang công tác, hoạt động trong các cơ quan báo chí cũng như lĩnh vực văn học nghệ thuật. Những năm qua, các hội viên luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thường xuyên quan tâm giúp đỡ nhau trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống. Các hội viên tích cực tham gia sáng tác, có nhiều hội viên đạt giải cao tại các cuộc thi báo chí, văn học nghệ thuật toàn quốc. Ngoài duy trì gặp mặt thường niên, hội còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nghĩa tình hướng về quê hương để tuyên truyền, cổ vũ các thành tựu phát triển kinh tế xã hội thông qua các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật. Luôn luôn theo dõi quê hương mình có cái gì mới không. Thế thì tôi và Nguyễn Khắc Hào thấy rằng có một cái giống vải rất mới, đó là vải trứng Hưng Yên. Thì tôi đã có vải trứng Hưng Yên, công trình văn hóa về tâm linh, ví dụ chùa Chuông. Đấy, thế là tôi với Nguyễn Khắc Hào cũng có những bài hát để lại cái dấu ấn ở trong đó. Rất mừng là cùng với sự thay đổi của toàn quốc thì Hưng Yên ta cũng có những bước đi có thể nói rằng rất là rạng rỡ, rất là rõ ràng. Cho đến nay thấy tỉnh phát triển là rất mạnh mẽ, đặc biệt là những con đường lớn, nhất là hiện nay cái sự phát triển ở khu Ocean Park 2 cũng làm cho tỉnh Yên thì đấy cũng là một cái điểm đột phá về cái đô thị rất là hiện đại, văn minh, là có thể cơ để chúng ta có thể là trở thành cái vệ tinh rất lớn cho cái thủ đô Hà Nội. Các đội lãnh đạo của tỉnh cũng đã có sự năng động và đấy biết thu hút và khai thác cái sức mạnh của các doanh nghiệp. Trong không khí tươi vui, đầm ấm dịp đầu xuân mới, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Đào Hồng Vận, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tặng lẵng hoa, quà và gửi lời chúc mừng đến đội ngũ các nhà báo, văn nghệ sĩ tỉnh Hưng Yên tại Hà Nội. Trân trọng cảm ơn những tình cảm đóng góp, sự cổ vũ tích cực của đội ngũ nhà báo, văn nghệ sĩ đối với sự phát triển của tỉnh trên mặt trận tuyên truyền thông qua những tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật. Đồng chí đã thông tin khái quát những kết quả nổi bật toàn diện của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế xã hội và đánh giá cao vai trò sự đóng góp tích cực của những người con Hưng Yên xa quê. Mong muốn Hội đồng hương báo chí văn nghệ sĩ Hưng Yên tại Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ và tiếp tục có những công hiến sáng tạo với nhiều tác phẩm báo chí văn học nghệ thuật để cổ vũ quảng bá, động viên đảng bộ và nhân dân trong tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra.